mua ra ngoài. Cả nhà, cả nhà ơi, mình ăn bông giỏ nè. Rồi để Bình Dương gọt giỏ, mình ăn bông giỏ giống như cốc vậy cả nhà. Chua chua, ngọt ngọt, giống cốc, ngon, giòn. Bữa ớt ngon quá cả nhà. Sò nhà em, cái này làm gỏi ăn cũng ngon. Gỏi này ngon quá. Năm nay hơi bị mấy cái con gì chích chích nè cả nhà ha. Có đốm chất ong. Ong chích đấy. Nhưng mà tưởng vẫn còn giòn ngon cả nhà. Mình thích ăn giỏ mà để Bình Dương này gọt. Trên phía trên cho muối ớt ăn ngon ha cả nhà. Ấy cả nhà, cho muối ớt ăn ngon ha. Đào mấy con giòn nha cả nhà, còn giòn trái ăn ngon, ăn như cốc vậy đó. Đặt thấy không cả nhà, thấy không? Đấy, ăn như cốc này. Rồi hái trên cây xuống rửa lại ăn với muối ớt cả nhà. Muối ớt là hết sảy con bà bảy luôn nha. Giòn giòn nè, ăn này như cốc vậy đã lắm. Trời, hái trên cây xuống là hết sảy giòn cụm. Cây lập bùa ra ngoài. Cả nhà, cả nhà ơi, mình ăn luôn giỏ nè. Rồi để Bình Dương gọt giỏ, mình ăn luôn giỏ giống như cốc vậy cả nhà. Chua chua, ngọt ngọt, giống cốc, ngon, giòn. Bữa ớt ngon quá cả nhà. Sò nhà em, cái này làm gỏi ăn cũng ngon. Mình thích ăn giỏ, mình để Bình Dương mình gọt giỏ. Ngon quá.
chua, còn giòn ngon. Búa ớt gan, ngon, ok. Giòn chua chua ngọt ngọt chút xíu ăn cốc quá. Ok, Thanh Tùng cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo dõi kênh Cuộc Sống Hàn Mỹ của Thanh Tùng nha. Bye bye cả nhà nhé.